khoảng 48 tiếng đăng tải video đó thì mình tăng đâu đó 200 ngàn lượt theo dõi. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là HubyK. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái hành trình mà mình đã xây hai kênh TikTok của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ dưới góc nhìn là một người có trải nghiệm với TikTok dưới vai trò là một creator. Và cùng với TikTok chia sẻ rất là nhiều những cái workshop liên quan đến business hay là về content và livestream. Bạn có biết ý nghĩa của việc livestream khi là người sáng tạo nội dung? Điều đầu tiên chắc chắn không phải là kiểu thầy bà rồi này kia đâu nha. Sau một khoảng thời gian mà mình tìm hiểu giải trí với TikTok là lướt xem những cái video trên nền tảng TikTok á, thì mình có bắt đầu xây dựng một cái kênh đầu tiên là kênh Hiếu BK FM. FM ở đây là Filmmaker, mình đặt nói chung là tất cả những cái nền tảng khác thì các bạn có thể tìm mình với cái tên đó là Hiếu BK FM. Và cái kênh này với mục tiêu ban đầu là để thử TikTok như là một cái ứng dụng edit video vậy. Tại vì thời điểm mà mình bắt đầu TikTok thì TikTok cũng khá là hot rồi, nhưng mà mình chỉ mindset đây là một cái ứng dụng chuyên để chỉnh sửa những cái video để đăng lên mạng xã hội thôi, chứ không phải là một cái nền tảng để chia sẻ những cái video ngắn hay là nền tảng về giải trí. Nói chung thì trước khi mà mình xác định được rằng đây là một cái kênh mà chia sẻ về những cái tip trick làm video ấy, thì đây là một cái kênh mình cũng đăng những cái thứ tạp nham để thử nền tảng thôi, đăng những cái video không liên quan lắm. Thời gian đầu thì rơi vào khoảng vài 300 view cho mỗi cái video. Sau một khoảng thời gian ấy, thì mình mới xác định đây là một cái kênh về chia sẻ những cái tip liên quan về làm video. Mặc dù là những cái dạng video này thì trước đó mình cũng đã chia sẻ trên Facebook hay là YouTube rồi. Mình nghĩ rằng là rất nhiều người sẽ xem, rất nhiều người cần, rất nhiều người quan tâm. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái kênh ngách, tại vì không phải ai cũng có hứng thú với việc làm video. Có rất nhiều cái thể loại người trên TikTok, họ thích biết làm video nè, họ muốn chia sẻ nè. Nhiều người đến với TikTok chỉ để giải trí và xem nội dung thôi, chứ mình không thể nào bắt tất cả mọi người phải đổ sang xem cái kênh của mình vì mình đang chia sẻ kiến thức về làm video được. Sau đó thì mình hệ thống lại cái cách sản xuất nội dung cũng như là đăng tải lên nền tảng, chỉ những cái nội dung mà mình muốn thôi, chứ không phải là gặp cái gì cũng đăng. Tại vì rõ ràng là để cho người xem họ bước vào cái kênh của mình, họ biết kênh mình chia sẻ về nội dung gì, thì mình cần hệ thống lại tất cả các video trong kênh phải đồng bộ với nhau, chứ không phải là hôm nay thích đăng này, hôm kia thích đăng kia, rất là rời rạc và người ta cũng chẳng biết theo dõi mình vì cái lý do gì nữa. Sau khi mà mình hệ thống lại rồi á, thì mình mới bắt đầu nghĩ tới việc là làm những cái video chia sẻ giống như trước đó mình làm bên YouTube, nhưng mà ở một cái gọi là một cái thời lượng nó ngắn hơn, đúc kết hơn và ngắn gọn hơn, tiếp cận nhiều người xem hơn. Mình nhớ không lầm là sau một khoảng tầm 3-4 ngày gì đó mình hệ thống lại cái chuỗi video trong kênh của mình á, thì có một hôm mình tăng tới 15.000 người theo dõi trong một đêm. Rồi kiểu mà thấy đà khi mà người ta bắt đầu đổ xô và theo dõi những cái nội dung mà mình chia sẻ, tại vì trước đó rất ít người chia sẻ những cái nội dung như thế này ấy, thì mình bắt đầu lên kế hoạch đẩy tần suất nó cao lên, đăng tải liên tục những cái nội dung tương tự như vậy. Có một khoảng thời gian ấy, mình bị gọi là công kích khá nhiều từ những bạn mà đang không trong cái lĩnh vực của mình, rồi những bạn mà đang trong lĩnh vực của mình nhưng mà ở một cái phân khúc khách hàng khác với mình á, thì họ có vẻ như là cảm thấy những cái nội dung của mình chia sẻ nó không được uy tín, nó không được gọi là giống như cái trải nghiệm của họ. Thì rõ ràng là khi mà bắt đầu xây dựng social media chắc chắn nó phải có những cái giai đoạn drama, phải có những cái giai đoạn mà gọi là bất đồng về quan điểm, về quan điểm chia sẻ cũng như quan điểm tiếp cận nội dung, để cái mindset này vào đầu. Tức là khi mà bạn đã sản xuất nội dung trên social media, bắt buộc bạn phải đón nhận những cái comment tiêu cực, những cái comment không đúng về bạn chẳng hạn. Và ở thời điểm đó thì mình phải dành ra khá nhiều thời gian để đi chứng minh rằng những cái nội dung của mình á, là chính thống, những cái nội dung chính xác và nó không phải là điều hướng sai để cho mọi người hiểu sai về một cái câu chuyện, mà mình muốn chia sẻ theo cái cách riêng của mình thôi. Cũng là một cái nội dung đó nhưng mà mình muốn chia sẻ theo cái góc nhìn cá nhân của mình, cái trải nghiệm của mình cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình có. Và các bạn phải xác định rằng là khi các bạn mà chọn một cái ngách nào đó thì rõ ràng cái tệp người của nó rất là ít và không thể nào có cái sự bùng nổ giống như là một kênh về giải trí hay là một cái kênh về những cái chủ đề mà nhiều người họ quan tâm, giống như là nhảy nhót rồi này kia này, những cái liên quan tới cảm hứng á, về cuộc sống này, về âm nhạc này này kia, thì nhiều người họ sẽ quan tâm hơn so với cái chủ đề ngách hoặc là những cái chủ đề liên quan về chia sẻ. Không phải ai đến với một cái nền tảng cũng chỉ để học á, bất kỳ một cái nền tảng nào á nó cũng rất là đa dạng người xem và người sản xuất nội dung. Không phải ai cũng chia sẻ về kiến thức, không phải ai chia sẻ về học thuật, mà sẽ có những cái nội dung liên quan về giải trí, về vlog, rồi chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên mạng xã hội, thì bắt buộc phải cứng cựa, các bạn phải dành ra nhiều thời gian, các bạn phải dành nhiều thời gian sản xuất liên tục những cái video để nền tảng có thể định hướng được cái kênh của bạn đang làm về nội dung gì, chứ không phải là dăm ba cái xong bạn cảm thấy là không ai theo dõi thế là bạn dừng lại luôn, thì đó không phải là một cái ý hay.
để cho cái kênh của mình phong phú hơn ấy, thì ngoài cái ngách này ra thì quay phim video này kia nó cũng liên quan đến công nghệ, thế nên là mình cũng xác định là mình sẽ tiếp cận thêm những cái tệp liên quan về công nghệ, những người đang quan tâm về công nghệ. Thì công nghệ có dis có dat, có công nghệ tầm cao, công nghệ tầm thấp, và sẽ có những cái công nghệ nó tiếp cận đến được người dùng phổ thông nhiều hơn so với những cái liên quan tới việc mà mình show ra một con máy mấy trăm triệu, mấy chục triệu thì không phải ai cũng tiếp cận được. Thì thời điểm này mình mới bắt đầu nông dân hóa cái ngôn ngữ trong việc mình nói, mình không dùng từ liên quan tới chuyên môn nè, thay vì videographer đúng không, thì mình sẽ nói là người làm video, hay là những cái liên quan tới ngôn ngữ như bên tiêu này kia, ví dụ những cái ngôn ngữ trong ngành nghề của mình thì mình sẽ gọi là lia máy ngang, lia lên lia xuống, zoom thì mình gọi là phóng to này kia thôi. Làm sao đó để cho người xem họ dễ tiếp cận hơn và họ hiểu được cái này, hoặc là bạn có thể để description mô tả những cái thông tin đó qua tiếng Việt để cho người ta có thể dễ tiếp cận hơn. Thì dù gì bản thân mình cũng xuất thân từ là một đứa học công nghệ thông tin chuyên ngành thiết kế web, mình nói là quá khứ thôi. Cũng là một cái thiết bị công nghệ đó nhưng mà được trải nghiệm bởi một cái góc nhìn khác, giống như là một bạn làm video giống như mình đấy, mình có một cái trải nghiệm, một cái cuộc sống chung với cái thiết bị đó như thế nào. Đại loại là vậy, tại vì cơ bản là người xem họ được quyền lựa chọn cái người sản xuất nội dung mà. Ngoài cái mục tiêu mà mình làm kênh để chia sẻ những cái tip liên quan tới làm video ra, thì mình cũng muốn đánh tới cái tệp khách hàng gọi là tiềm năng của mình trong tương lai. Tại vì họ thấy mình làm video này, họ thấy mình chia sẻ về những cái làm video, thì họ biết rằng là ok, mình có kinh nghiệm trong cái việc sản xuất video, chứ không phải là để xây kênh cho người ta thấy là mình là một TikToker chuyên chia sẻ về những cái này, mà mình còn cho người ta thấy là ngoài cái việc chia sẻ những cái tip trick như thế này á, thì mình còn có một cái công việc phía sau, đó là làm video. Mình sản xuất những cái nội dung dành cho khách hàng, dành cho nhãn hàng, video quảng cáo, thời trang, về hành động các kiểu các kiểu. Cùng với cái việc mà mình sản xuất liên tục những cái nội dung như thế này á, mình cần có thời gian chắt lọc nội dung nè, chuyển đổi nội dung nè, tức là chắt lọc nội dung xong mình chuyển đổi sao cho nó dễ tiếp cận hơn. Mình dành thời gian để đi làm, quay video này kia, đó vẫn là công việc chính của mình chứ không phải là TikTok. TikTok chỉ là một cái nơi để mình chia sẻ và tiếp cận nhiều khách hàng hơn thôi. Cái lý do mà mình xây thêm kênh thứ hai mặc dù mình khá là bận rộn rồi á, đó là tại vì một số khách hàng á, họ làm việc chung với mình thì họ chê rằng là kênh mình quá nhỏ. Mày may mắn có một cái kênh TikTok tầm khoảng 80k follow thôi, chứ không phải là những cái nội dung của mày đặc sắc để cho người ta phải xem. Đây là một sự may mắn hơn sau lên xu hướng thôi. Nói chung là mình khó để giải thích được rằng là mình đã phải sắp xếp nội dung như thế nào, mình đã phải edit video lại như thế nào, làm cho người xem họ có thể xem được video của mình. Tạo luôn kênh thứ hai với một cái mục đích, đó là kênh giải trí. Mình dành ra khoảng 2 tháng để build kênh tiếp theo. Nhưng mà ở cái thời điểm này thì mình cũng chưa biết là phải đặt tên kênh tiếp theo như thế nào. Mình cũng phải chắt lọc nội dung từ kênh cũ để xem là mình đặt một cái tên gì đó nó hợp lý hơn. Và rất nhiều người chế tên của mình, các bạn biết trước đó là kênh cũ của mình tên là Hiếu BK ha. Thì Hiếu BK tới thời điểm hiện tại nó không phải là một cái tên trong tiếng Việt, mà là những cái bạn nước ngoài họ đặt tên cho mình thôi. Thế nên là mình lại thấy trong đợt dịch á, có rất nhiều những cái nội dung liên quan đến việc là sáng tác nhạc dựa trên comment của hater, những cái nội dung gây tương phản, những cái nội dung đi ngược với lại xu hướng suy nghĩ của người xem á, thì mình lấy tên của những bạn chế tên cũ của mình để đặt cho kênh luôn. Cũng cái thời điểm mà anh Jason làm một cái video đi vlog, xong rồi anh Jason cũng kêu là Hiếu Bò Kho này kia, thế nên là mình đặt kênh tiếp theo của mình là Hiếu Bò Kho luôn. Mặc dù tới thời điểm hiện tại mình đâu bán bò kho đâu, mình không có bất kỳ cái quán bò kho nào cho tới thời điểm hiện tại, và trước đó mình cũng không bán bò kho, và bản thân mình cũng thích ăn bò kho tại vì mình chưa trải nghiệm được bất kỳ một quán bò kho nào mà nó quá ngon cả. Rồi sau một năm trải nghiệm thì mình hiểu hơn về những thứ liên quan tới cái gì nên đăng, cái gì không nên đăng, rồi những cái mục tiêu cũng như là định hướng về kênh nó rõ ràng hơn so với cái kênh cũ, là để cho khách hàng thấy rằng mình đã dành thời gian ra tìm hiểu về nền tảng như thế nào, mình biết cách tối ưu hóa những cái nội dung này để mình đưa lên cái mạng xã hội để có thể tiếp cận được người xem, tiếp cận được gọi là khách hàng tiềm năng. Đấy, mục tiêu cuối cùng của mình cũng chỉ để chứng minh với khách hàng rằng là mình có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà mình đang làm, chứ không phải là may mắn. Mà thực ra may mắn thì cũng có, nhưng mà may mắn chỉ đến khi mà chúng ta bắt đầu thôi, chứ chúng ta ngồi không thì làm gì có may mắn tới, đúng không? Mình chưa tạo kênh thì làm sao có nhiều người xem được. Thì kế hoạch của kênh Hiếu Bò Kho là thiên về giải trí, chia sẻ những cái câu chuyện liên quan tới cuộc sống của mình, những cái trải nghiệm của mình, làm sao đó cho mọi người thấy được cái một cái màu sắc khác, một cái nhân vật khác, không phải tấu hài nha. Hài hước nó đến từ sự thông minh và tinh tế, mình không có hai cái đó. Bản thân mình tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa có đạt được hai cái đó, nên mình không dám nhận mình là một người hài hước. Quan trọng là khi mà xây social media, mình cứ tử tế và chân thành là hai cái mục tiêu ban đầu mình đặt ra, và hai cái này
sẽ là cái mà chạm tới người xem nhiều nhất. Thay vì các bạn phải tỏ ra mình là một người như này như kia, thì các bạn cứ sống đúng với bản thân các bạn đi. Các bạn không phải là diễn viên, ok? Các bạn không phải là diễn viên, và các bạn phải sống đúng cái vai trò và cái cảm xúc của bạn khi mà các bạn lên mạng xã hội. Để sao? Để người ta có thể đón nhận bạn, người ta có thể thấy được bạn, người ta có thể chạm được vào bạn thông qua việc xem video của bạn. Ngoài việc mà kể ra những cái câu chuyện trên cái hành trình của mình thì mình đúc kết và mình rút ngắn từ đó lại bằng cái ngành nghề hiện tại của mình, đó là làm video sản xuất những gọi là những cái mẫu phim ngắn trên TikTok. Như kênh đầu tiên thì mình gọi là mang sứ mệnh đi, tại vì ở thời điểm đó thì cũng ở Việt Nam không có ai chia sẻ về đó cả. Đó là mang một cái sứ mệnh phổ cập những cái thông tin về việc làm video đến với người mới, đến những người đang quan tâm. Và ở kênh thứ hai thì mình có hai cái tiêu chí. Cái thứ nhất là trải nghiệm, cái thứ hai là chỉnh chu. Ở cái thời điểm đó, với hai tiêu chí và cái định hướng ban đầu của mình thì mình sản xuất liên tục tầm khoảng 20 đến 25 video mỗi tháng. Thậm chí là có những ngày mà cái tần suất đăng tải của mình lên đến 3 hoặc 4 video mỗi ngày. Tại vì với trải nghiệm của mình ở kênh cũ thì một tháng khoảng 10 đến 20 video chưa phải là một cái kênh mà quá hoàn chỉnh. Từ 30 video trở lên trong vòng một tháng, tức là mỗi ngày chúng ta phải lên được một video, thì lúc đó cái kênh nó mới bắt đầu được định hình nền tảng nè, xác định được là kênh mình dành cho ai nè. Cái thứ hai là đánh giá được cái gọi là cái lượt tương tác của người xem trên kênh của mình, để biết được là kênh mình có sống hay không, có đang tồn tại hay không, hay chỉ là gửi tạm mấy cái video lên giống một cái kho lưu trữ thôi. Khoan, dừng khoảng vài giây để mình nói về việc là các bạn phải loại trừ hết tất cả những cái khả năng liên quan đến việc là sản xuất 1 đến 2 video đăng lên và nó sẽ viral. Tại vì trừ những cái trường hợp may mắn mà 1, 2 video có một cái điểm gì đó trong video á, chạm được tới người xem và video đó viral. Tại vì là ngoài cái việc mà chỉnh chu về mặt nội dung á, thì bạn phải có một cái điểm gì đó thật đặc biệt để bạn không có bị hòa vào đám đông. Các bạn phải là một cái điểm sáng trong đám đông. Mình nói loại trừ những cái trường hợp liên quan tới duyên nha. Rất nhiều người họ viral nhờ cái duyên của họ. Những người có khiếu về diễn xuất này kia chẳng hạn, như hồi nãy mình nói, các bạn không phải là diễn viên, cho nên các bạn phải đầu tư về mặt nội dung để các bạn có một cái nội dung chạm đến được với người xem, chứ không phải là hên xui hay là tao đẹp trai, tao hát hay rồi này kia. Đó là một cái duyên chứ không phải là cái tài năng thực sự, mà họ đang đúng trend và họ có cái duyên với lại cái trend đó. Một phần là tại vì bạn chưa bao giờ thực hiện bất kỳ video nào, cho nên cái việc mà video đầu tiên mà lên xu hướng hay là viral có thể chạm vào sâu vào người xem thì đó là điểm hoàn toàn không thể. Tại vì những cái video đầu tiên là cái hành trình để bạn có thể đúc kết được nội dung cho những cái video tiếp theo. Và cái con số 20 đến 25 video hồi nãy mình nói là một cái cơ sở để bạn có thể đúc kết lại kinh nghiệm trong cái quá trình sản xuất nội dung của bạn. Giống như kênh Hiếu BKFM hồi nãy, đâu phải ai cũng quan tâm tới làm video đâu, cho nên là mình cần có thời gian để mình đúc kết nội dung, mình rút gọn nó lại để làm sao đó để những người không thích làm video chẳng hạn, họ cũng cảm thấy là cái ngành nghề này nó thú vị. Mình thử tìm hiểu một tí xem sao. Về cái lộ trình cũng như là định hướng về nội dung thì như ban đầu mình có nói là mình sẽ sắp xếp mỗi kênh sẽ có một cái định hướng khác nhau về cái kiểu nội dung khác nhau, để mình có thể xác định được là mình có thể đi lâu dài với nội dung đó hay không. Với kênh Hiếu BKFM thì mình sẽ chia sẻ những cái thứ liên quan tới quay video, thì nó còn rất là nhiều cái nội dung để mình phải làm, để mình phải học hỏi, để mình có thể chia sẻ được. Tại vì bản thân mình cũng là một đứa tự học mà, mình học được thêm cái gì hay. Sau đó thì mình dành ra một khoảng thời gian để mình thực hành, sau đó mình chứng minh xem là cái nội dung đó, cái thông tin đấy, kiến thức đó nó có thực sự hữu ích với người xem hay không. Lập ra một kênh TikTok, sau đó đăng video lên thì quá dễ đúng không? Nhưng mà làm sao để cho người xem họ ở lại và họ quyết định xem video của mình? Cái này mới là vấn đề mà chúng ta cần dành thời gian ra để quan tâm. Thì điều đầu tiên mình cần bạn ghim vào đầu một cái câu hỏi như thế này: giữa muôn vàn creator, tại sao người ta phải chọn xem mình? Mình ở đây là bạn, bạn và cả mình. Thì chúng ta cần quay lại hai tiêu chí mà lúc nãy mình nói về kênh thứ hai của mình. Cái thứ nhất là trải nghiệm, cái thứ hai là sự chỉnh chu. Hơn là ở đây mình có hai dẫn chứng về hai kênh khác nhau. Với một người mà làm nội dung về việc chia sẻ những cái trải nghiệm của mình thì phải làm sao để cho người xem họ thấy được cái góc nhìn của mình, cái phong cách của mình, thông qua cách chọn nhạc nè, rồi cái phong cách ăn mặc nè, rồi cái cách nói chuyện nè, rồi cả cái tông màu chủ đạo trên cả cái kênh này. Cái thứ hai là chỉnh chu. Thì với một cái kênh là KOL như mình chia sẻ những cái nội dung về làm video á, thì mình phải làm sao cho người xem thấy được là cái video của mình chỉnh chu, những cái setup, những cái cách mà mình quay, những cái cách mà mình cảm trong cái video này nó thực sự chỉnh chu, để người xem họ thấy được rằng là cái sự uy tín trong cái video của mình chứ. Xem bạn này hướng dẫn về làm video nhưng bạn quay như quần què thì sao mà người ta xem được, đúng không? Thêm một cái đặc biệt là ở cái thời điểm đó chưa có bao nhiêu người làm video mà đầu tư chỉnh chu, kiểu là về góc máy, về ánh sáng, setup rồi này kia, cho nên là đó cũng là một cái điểm để cho người xem họ
quyết tâm ở lại với cái video của mình. Ngoài cái phần hình ảnh ra thì một cái âm thanh hay, một cái âm thanh bắt tai thì làm cho người xem họ quyết định họ ở lại họ xem. Tại vì có hai cái kiểu người nha. Một kiểu người giống như mình đi ha, mình thì rất là sợ ồn, thế nên là mình hay bật video lên mình xem rồi mình xem sub thôi, chứ mình không có nghe tiếng. Còn và có những người á, họ xem video theo kiểu là nếu như vừa lướt qua cái video đó mà âm thanh nó quá ồn hay là nó quá nhỏ thì họ cũng lướt qua luôn chứ họ không ở lại để xem. Và cái việc đầu tư về hình ảnh cũng như là âm thanh á, là để cho người xem họ có một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn khi mà họ xem nội dung của mình. Quay lại kênh thứ hai của mình một xíu ha, thì cái kênh này mình chia sẻ về cuộc sống của mình, những cái vlog, những cái mẫu truyện ngắn, những cái video ngắn mà mình đúc kết trong cái quá trình mà mình sống, thì mình đúc kết thành một cái trích dẫn chứ không phải đạo lý nha. Cái này là chân lý chứ không phải đạo lý nha. Đạo lý là chỉ làm người, còn kênh của mình là nói về những cái hành trình của mình, những cái chân lý mình ngộ ra, những cái mà mình đúc kết được trong những cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Và mình confirm lại một lần nữa, không phải là do mình sử dụng thiết bị xịn mà mình có một cái chất âm tốt. Nếu như mà có ai đó theo dõi kênh thứ hai của mình trong khoảng thời gian mình mới lập ra thì mình cách ly dịch ở Ninh Thuận và mình dành ra khoảng 4 tháng. Câu chuyện là mình cách ly có một mình, xong rồi mình rất sợ cái việc bị rối loạn ngôn ngữ, tức là không nói chuyện với ai trong khoảng thời gian dài. Tại vì mình không biết là cái dịch nó kết thúc vào lúc nào, mình cũng không có nhiều bạn bè để mình có thể giao lưu, để mình gọi điện nói chuyện. Thế nên là mình tập giọng bằng cách là mình livestream 4 tháng không sót một ngày nào. Nếu như anh em mà coi video của mình ở thời điểm đó, anh em sẽ biết mình có một cái setup kiểu giống với Đà Lạt á. Thực ra là mình nhớ Đà Lạt quá, mình cách ly ở nhà xong rồi mình set up một cái góc cho nó giống Đà Lạt một tí á, chứ không phải là mình ở Đà Lạt. Và trong cái hành trình 4 tháng tập giọng đó thì trên kênh của mình á, cũng ghi lại những cái video mà mình bắt đầu luyện giọng nè, rồi những cái video bắt đầu đọc quảng cáo đầu tiên để đánh vô những cái nội dung liên quan về cuộc sống của một bạn tập giọng trở thành một cái diễn viên lồng tiếng. Mình không phải diễn viên lồng tiếng, mình là voice talent, mình chỉ đọc quảng cáo này kia thôi, có khả năng về giọng nói thôi chứ không phải là diễn viên lồng tiếng, tại mình không có cái năng khiếu trong việc diễn xuất kể cả giọng nói. Đấy, thì nói chung tập giọng cũng là một cái trải nghiệm của mình. Và trải nghiệm làm sao để cho người ta xem, mình phải có một cái trải nghiệm khác đi, một cái trải nghiệm mà người ta không có thì người ta mới muốn xem, là để người ta thử xem mai mốt người ta có trải nghiệm được giống như vậy hay không. Chứ bạn làm video trải nghiệm một ngày như người bình thường thì người bình thường họ biết hết rồi, họ đâu có xem đâu. Tại vì cơ bản trong nguyên tắc làm video thì không để cho người xem họ đoán được cái tình huống tiếp theo diễn ra trong video của mình. Đây là một trong những cái tip các bạn có thể áp dụng vào TikTok hoặc là cách mà các bạn xây social media hay là làm nội dung. Thì làm phim có một cái nguyên tắc như vậy, đừng bao giờ để cho người xem họ đoán được cái tình huống tiếp theo trong video của mình, trong phim của mình. Trong kênh thứ hai của mình cũng đã xây sẵn luôn là về cuộc sống, về âm thanh, về voice talent này kia, đúng không? Thì cũng đồng nghĩa với việc là mình làm những cái video để mời chào những cái khách hàng đầu tiên của mình về lĩnh vực lồng tiếng, để gửi tín hiệu đến những cái khách hàng tiềm năng trong tương lai của mình rằng là đây, mình cũng đọc voice quảng cáo, lồng ghép cái vấn đề giải trí vào video để tiếp cận, chia sẻ cái giọng của mình đến nhiều nơi hơn. Thế các bạn có thể, một vài bạn biết đến mình thì không biết mặt mình nhưng lại biết giọng của mình thông qua những cái video viral như là tuổi trẻ hết mình với thứ gọi là đam mê rồi này kia đó. Ở bất kỳ một cái nền tảng nào hay là một cái thời điểm nào, một cái địa điểm không gian nào đó thì người xem họ cập nhật cái nội dung liên tục mỗi ngày. Thế nên là thời gian đầu, việc mà sản xuất nội dung liên tục là một cái điều cần có của một content creator. Tuy nhiên là cái việc lặp đi lặp lại một cái nội dung á, cũng gây nhàm chán đến với người xem, chứ không phải là cái gu như vậy, làm tiếp như vậy là người xem họ sẽ xem đâu ha. Ví dụ giống như với series Trò chuyện với đam mê của mình á, là series có 11 tập, những cái video liên quan về deep voice, những cái trích dẫn của mình. Tuy là những cái vấn đề khá là bình thường trong cuộc sống của mỗi con người, nhưng mà mình cho họ thấy ở một cái góc nhìn khác và đưa ra cách giải quyết của bản thân mình, chứ không phải là chỉ nói ra để cho họ cảm thấy đồng cảm, mà mình phải đưa ra cách giải quyết của bản thân mình. Tại vì không phải là thành công hay là gì, nhưng mà bản thân mình đã vượt qua nó như vậy đó. Đây là một cách kể của bản thân mình cho người xem. Và sau 4 tháng thì mình mới làm cái series này. Và từ series này thì mình tiếp cận thêm một loạt những cái người xem mới chưa bao giờ xem qua những cái nội dung trước đó trên kênh của mình. Và mục tiêu của cái series này là mình chia sẻ một cái góc nhìn mới, một cái cuộc sống mới và một cái năng lượng tích cực, nghề ghê quá, một cái năng lượng tốt đến với người xem. Thông qua những cái cách giải quyết đó thì người xem họ cảm thấy được sự cảm thông nè, họ cảm thấy được học hỏi nè, họ cảm thấy được chia sẻ và lắng nghe. Và việc người xem họ cập nhật nội dung liên tục đồng nghĩa với việc là họ sẽ đoán được những cái tình huống diễn ra trong cái video của mình, trong những cái nội dung tiếp theo của mình. Và cái series Trò chuyện với đam mê của mình cũng chỉ hiệu quả trong cái thời điểm trước đó vì họ cảm thấy được cảm thông. Nhưng mà bây giờ giai đoạn tất cả mọi người được ra đường bình thường, tất cả mọi người được đi làm bình thường, được trải nghiệm cuộc sống lại bình thường, được đi du lịch, được đi làm, được làm những cái gì họ muốn, cho nên là họ cần một cái gì đó mới mẻ hơn. Và hầu như mọi người cần giải trí nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng trong công việc.
Thế là cái video Sống ở đời đừng mất dạy nha con ra đời. Mình định hướng concept khá là rõ ràng cho cái nội dung này, với một cái comment mà cho rằng là mình xấu nhưng mà giọng hay. Mình nói một câu khá là quen thuộc, nói câu này mới đúng là đạo lý nè, một câu rất là quen thuộc với mọi người luôn, là sống ở đời đừng có mất dạy nha con. Nhưng mà với một cái giao diện hoàn toàn khác, một cái giao diện hoàn toàn nghiêm túc và một cái giọng nói hoàn toàn nghiêm túc luôn, nhưng mà nói một cái câu khá cực nhã. Và cũng từ cái thời điểm đăng tải video đó thì mình chạm được thêm những cái tệp người xem mới, những cái người mà chưa bao giờ thử bấm vào kênh của mình luôn. Và sau khoảng 48 tiếng đăng tải video đó thì mình tăng đâu đó 200.000 lượt theo dõi. Định hướng kênh rõ ràng ngay từ ban đầu là kênh sẽ liên quan về âm thanh nè, liên quan những cái nội dung giải trí hay là những cái nội dung liên quan tới cuộc sống của mình. Vì sự đòi hỏi của người xem thì càng ngày càng tăng, mà khối lượng công việc các bạn biết rồi đó. Ngoài việc mà làm về lồng tiếng, làm về video ra thì mình còn khá là nhiều việc cần phải giải quyết trong khoảng thời gian đó. Dừng luôn, mình không làm những cái đấy nữa để mình tập trung tốt vào công việc của mình, để mình có thêm những cái trải nghiệm nữa, mình có thêm những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức để mình có thể chia sẻ tiếp theo cho kênh cũ của mình. Đây là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc trong khoảng thời gian làm nội dung. Các bạn cần phải take care về thời gian chăm sóc bản thân nữa, chứ không phải là lúc nào cũng đua theo social media. Tại bản thân mình ngay từ ban đầu mình xây dựng, mình không phải là một nghệ sĩ, mình không phải là một artist hay là một bạn TikToker. Mình là một người gọi là tiên phong thôi. Mình sẽ đi trước những cái nội dung như thế này để người khác có thể học hỏi theo, maybe là có thể áp dụng trong cái công việc của họ. Vì ở hai kênh của mình thì hầu như là những cái nội dung liên quan đến việc là chia sẻ đến cộng đồng thôi. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình làm những cái hoạt động liên quan tới cộng đồng cũng là 10 năm rồi. Tóm lại là việc lên kế hoạch rõ ràng cũng như là đặt câu hỏi cho bất kỳ một cái nội dung nào đó mà mình chuẩn bị làm sẽ giảm thiểu được cái rủi ro của mình. Tại vì sau khi đăng tải video lên sẽ có những cái trường hợp như là video không hiệu quả hay là tạo ra ý kiến trái chiều chẳng hạn. Bản thân mình thì không thích dính dáng đến drama, cho nên là định hướng của tất cả các kênh thì sẽ không liên quan tới bất kỳ một cái drama nào. Thậm chí là có những cái nội dung trên mạng, nếu bạn skip video hay là bạn mượn cái video đó để làm nội dung thì được nhiều người quan tâm, nhưng mà bản thân mình không thích những cái dạng video giống như vậy. Vì mình muốn bản thân mình có một cái năng lượng tốt, mình không muốn tiếp cận đến những cái nguồn năng lượng không có mang lại giá trị tốt cho bản thân mình cũng như là cái nguồn năng lượng xung quanh mình. Ngoài những cái thông tin mà mình chia sẻ thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở cộng đồng Content Creator Việt Nam. Ở đây thì mình sẽ cùng những creator khác chia sẻ về cái hành trình làm nội dung cũng như là chia sẻ về những cái tip trick mà họ đã sản xuất nội dung. Có cả mình nữa. Video này thì không phải là hướng các bạn theo hướng chia sẻ nội dung, mà để cho các bạn thấy cái hành trình cũng như là cách mà mình lên kế hoạch như thế nào cho một kênh TikTok. Tại vì mỗi người sẽ có một cái định hướng cũng như là những cái mục tiêu khác nhau, cũng như là cách sử dụng social media khác nhau. Maybe sẽ có thể áp dụng vào công việc của bạn hoặc là những gì bạn làm trong thời gian sắp tới. Vì cơ bản chúng ta không giống nhau. Nếu như anh em có quan tâm tới những cái vấn đề gì mà mình có thể chia sẻ thì anh em có thể để lại một comment phía dưới. À, gần đây thì mình cũng tập trung vào Instagram, thì Instagram của mình cũng đã được 57k follow. Các bạn có thể theo dõi một cái phiên bản hoàn toàn khác của Hiếu BK ở Instagram nhé. Và nếu như cảm thấy video này thú vị và ảnh hưởng đến bạn thì đừng ngần ngại like và subscribe channel của mình nha. Và đừng quên chia sẻ đến những người có cùng đam mê giống mình nhé. Peace. Mưa rồi trời ơi, chạy thôi.